Ngày 15 tháng 7, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NĐH, trú tại Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, số tiền 7,5 triệu đồng. Ngày 14 tháng 7, 2022, ông H đăng trên Facebook nội dung là Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật hai lãnh đạo chính phủ, một lãnh đạo thành ủy Hà Nội. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, đây là những thông tin chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm chứng, là thông tin sai sự thật để ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013 ngày 15 tháng 7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ngoài việc phạt tiền, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội còn buộc ông H gỡ bỏ thông tin vi phạm. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.